Bữa nay sẽ là cái phần thử thách cho mèo chui vô cái túp liều. Mình gọi cái này là cái quả diệm sơn nha. Hồi đó mình xong người Covid á, chui vô đây nè, đem cái nồi xong vô. Nó cái lỗ này nè, mình đưa cái đầu ra nha để thở nha. Thay vì mình xong thuốc thì mình phải chùm mền đúng không? Mình chui vô đây nè, nó kín mít hả. Và bây giờ tôi sẽ dùng cái này để cho mấy con mèo chui vô chơi. Khế thúi với nhọn bước ra đầu tiên. Mà mọi người coi ngộ lắm nha. Con khế là con trai đi cái tướng rất là ngay thẳng. Con nhọn là con gái mà nó đi cái tướng hai hàng. Ủa sao mà ngược ngạo dữ vậy? Nè mọi người nhìn kỹ tướng con nhọn đi. Thấy không? Thấy tướng hay ghét không? Cái bầy ngầu nó không dám ra đâu nha. Tại vì cái thằng nhỏ này nó không có quen với bầy ngầu. Nói chung mấy con mèo lớn như con khế, con nhọn, con dòi thì nó biết nhỏ này nó mới dám ra. Còn bầy ngầu với con khè là không dám ra luôn nha. Coi như có thời gian dành cho mấy con mèo bự trải nghiệm cái túp liều này. Dòi khùng cũng bước ra luôn. Trời ơi, hồi đó tôi xong Covid á, tức là mình xong ngừa đó bà con. Chui vô đây nè, cầm cái thau vô. Trời ơi, nó nóng như là cái quả diệm sơn luôn. Nhưng mà thở vẫn được nha, tại vì nó có cái lỗ cho mình thở đó. Nói chung cái này mà xong là bá cháy luôn. Không có cần phải chùm mền xong. Lâu lắm rồi không có xài, bây giờ đem ra cho mấy mèo chui ra chui vô đồ. Dòi khùng là đúng tủ luôn, nó khoái chui lắm. Còn giả chân cô nương thì nó đề phòng thấy không, không có dám chui vô. Hai thằng này nó hơi ngu nè. Và lúc này lật cái túp liều lên. Rồi hai con dính bẫy. Thế là hai em đã vô tù. Hả, bà con thấy không? Khi mà ngỏ đây xong nè, đưa cái đầu lên đây nè. Hả, thở bình thường nha. Rồi. Ủa sao không có miếng gì gọi là sợ hãi chứ vậy? Trời ơi, nó biết nhà nó không sợ bà con ơi. Chứ gặp ngoài đường nãy giờ chắc nhảy banh cái túp liều rồi. Công nhận giống cái quả diệm sơn hay là cái lò luyện đan đó bà con. Nó đỏ đỏ ha. Khế thúi không sợ, dòi cũng không sợ luôn. Nó đưa hai con mắt tròn xe cái dợp mình. Kiểu như là chuyện gì đang xảy ra vậy. Rồi ơi, giỡn luôn kìa. 5 phút trôi qua đi vòng vòng. Không có ý định phóng ra ngoài nha. Rồi muốn ở luôn trong đó hay sao? Nhưng chỗ này nóng quá, mình sẽ dời cái này vô phòng lạnh nha. Úp lại vậy là nóng nè. Nó mở ra, mở cái lỗ ra cho nó thoáng. Thôi bây giờ khiêng cái nguyên cái túp liều này đi vô máy lạnh luôn. Khiêng hai đứa mày đi luôn. Hai đứa mày đã bị bắt, có chăn chó gì không? Không có miếng gì gọi là sợ luôn á. Nó biết cái này là tổ chức game show cho nó luôn nha bà con. Con khế không sợ, lặn dòi đâu có sợ. Giả chân cô nương thì nó đề phòng nhiều hơn, không có dám chui vô. Khế với nhọn thấy vậy nó ham hố quá. Chính vì tụi mày ham hố cho nên bây giờ đã bị bắt. Coi nè, bị nhốt rồi mà vẫn ở trong túp liều giỡn nha. Wow wow, khiêu khiêu giỡn không, không có muốn ra ngoài luôn. 2 phút trôi qua, nhìn cái mặt có vẻ như là... Ủa vụ gì vậy? Bộ mày nhốt tao luôn hay vậy Sen? Ha, bây giờ nó hơi ngơ ngác rồi nè. Cặp mắt này đang phóng ra rất là nhiều dấu chấm hỏi. Ủa mày tính làm gì tụi tao vậy Sen? Bộ mày tính bán tụi tao hay gì vậy? Dòi khùng hoàn toàn bình tĩnh nha. Ở đâu có khế thúi là dòi khùng nó bình tĩnh lắm. Nó có một cái niềm tin bất diệt vào khế thúi nha bà con. Nó không sợ gì trơn á. Nếu một mình nó thì nó sợ, mà chỗ nào có khế thúi là nó chấp hết. Có vẻ như con khế thúi này là một cái bùa hộ mệnh cho nó hay sao á. Tin tưởng lắm. Nó khế thúi muốn phóng ra nữa nha. Cặp mắt này là muốn đi ra ngoài rồi. Thôi bây giờ mình sẽ khiêng cả hai đứa vô phòng dưỡng lão nha. Không biết khiêng nổi không nữa nè. Nhóc này nó khiêng được nha. Đó đó, ở dưới cái dải nó dúng dúng vậy đó. Phải xách lên cao chút xíu mới được. Cái dải lót ở dưới nó xích bất cứ lúc nào nha. Trời ơi, chơi liều quá trời rồi. Con khế cỡ chừng 5kg, con dòi cỡ chừng 4kg ngoài. Trong đây tổng cộng là 9kg. Đó đó đó, muốn phóng ra thấy chưa. Rồi rồi, vô nhà dưỡng lão rồi. Ở trong này mở máy lạnh rất là mát, không có sợ nóng nha. Trong cái lò luyện đơn này chuẩn bị luyện con khế thúi và dòi khùng. Người nào hên hên ăn nhầm cục luyện đơn của con khế thúi á thì sẽ rất là thông minh. Còn ai mà xui xui ăn nhầm cái cục của con dòi khùng thì hiểu ha. Mở ra coi tụi nó phản ứng như thế nào nha. Trời ơi, quá trời manh động rồi. Một con mèo đã thoát ra khỏi cái lò luyện đơn. Còn con kia chưa có thoát được. Trời ơi, nó thoát ra sao nó muốn vô lại nữa kìa. Quá dữ luôn. Khế thúi nó chấp luôn cái lò luyện đơn nha. Ủa gì ra cũng muốn vô lại nó gì mày. Trời ơi, nó muốn vô lại kìa bà con. Rồi rồi, sung quá trời rồi. Và lúc này dòi khùng đã làm ngã cái lò luyện đơn. Thoải mái mà phá đi. Đại ca dòm cũng muốn vô lắm. Con ngầu cũng dòm. Chỉ có khế thúi với dòi khùng là quậy cái lò luyện đơn thôi. Trời ơi, cái dải này nó mỏng quá. Mày khều đi, mày khều cho rách dải đi nghe mày. Rồi tới giờ rồi. Tới giờ linh của con khế rồi. Nó cực kỳ khoái cái túp liều này luôn nha.
đố mọi người nó đang muốn làm cái gì. Tôi trả lời luôn, nó muốn thử cái độ bền của cái túp liều này, nó sẽ quậy cho bà con coi. Nhìn là biết rồi. Thôi bây giờ tôi kéo lại, tôi giấu cái lỗ này đi, chứ cái vải trong này nó yếu quá. Thấy chưa, nó biết mình giấu cái lỗ đó, nó muốn chui vô cho bằng được mà. Trời ơi, con này nó thành quỷ rồi. Nhưng mà cái này đút vô cái kiến nó chưa có được nha. Đó đó, tìm cách chui đó. Không có vừa ta, đổi chiều coi sao. Rồi, tạm thời giấu vô đi, chứ nó chui vô nó quào một hồi là cái lót này nó rách luôn á. Thấy thú với dòi khùng đang tranh nhau tìm cách chui vô lại cái túp liều. Đi qua đi lại một hồi, cách gì đây? Khế thú đã nhảy lên cái kiến. Làm gì nữa đây? Ê ê ê, bất giận. Bất giận, rồi xong luôn. Còn gì là cái lò luyện đan nữa. Nhưng mà không sao, cái này nó tự động bung ra, nó giống như là cái nhà ống dành cho mèo vậy đó, mà cái độ bền của nó chắc hơn nha. Kéo ra hai đứa nó lại tìm cách chui vô nữa. Dòi khùng nó chơi kiểu ngu ma dương á, đưa cái đầu hút đại, cái chui đại chui càng đi, gửi chui vô được làm sao. Khế thú thì không có đâu nha, nó nhìn nó tỉ mỉ lắm nha, nó dòm coi ở đâu có cái lỗ hay có cái kẽ hở ha, nó sẽ bươi ra, nó không có giống như dòi khùng đâu. Nó con dòi khùng nó chui đại không à. Còn khế thú làm gì đây? Trời, nhảy lên cao kiếm thấy chưa, bớt xuống cho tao nha. Không cho nhảy lên cao đâu, nó phóng là dễ sập nguyên cái liều lắm. Dòi khùng cũng muốn nhảy lên kìa mà không dám nhảy nha. Dòi khùng nó còn biết sợ, khế thú nó chả biết sợ là gì. Trời ơi, nhảy lên dễ sập cái liều lắm đó chàng. Đó đó, nghe chưa, biết đứng lên bàn mà chồm lên nha. Khi nó thấy thằng nhỏ đi ra ngoài thì đại ca bắt đầu hành nghề, cũng chồm lên như anh em đồ, nhưng mà lùng quá không dám chồm nhiều. Dòi khùng đứng lên ghế, có dám nhảy vô không? Không dám nhảy nha. Nó tỉnh hơn khế. Đại ca nó đang tìm cách chui vô luôn kìa. Cái tay của đại ca nó móc ghê lắm nha, lùng chân ngắn nhưng mà cái móng của nó móc dữ lắm. Con mèo chưa dám chui vô đâu. Và lúc này khế thúi nó đang móc ở phần cái góc rồi, con thấy không? Đó, nó chọn cái góc đó nó móc đó. Mà nó khôn một cái là ở dưới đó cái miếng vải rất là mỏng, móc một hồi sẽ lủng lỗ, bởi vậy mình không thể nào cho nó móc được đó. Nó chọn, nó nằm ngửa là nó chọn chỗ đó luôn, nó không đổi chỗ đó. Tôi phải đuổi nó đi chỗ khác mới được. Cái gì nữa đây? Ê ê, bắt giảng nha. Rồi, nó thấy cái lỗ rồi. Xong. Thì coi nó dám phóng không? Mọi người hãy xem con khế này nó có cái máu liều nha. Nó thấy cái lỗ rồi, hồi bà con coi nè. Trời ơi, chơi bạo thấy chưa? Mà không nhận nha, mấy con mèo mớp á, nó quậy một cái là không ai đỡ nổi đâu. Và thế là khế thúi đã chui vô cái lỗ đầu tiên. Hình như con đại ca nó cũng muốn vô theo khế thúi kìa. Trời ơi, ủa, đại ca dám chui vô luôn hả? Xong. Cũng đúng thôi, đại ca là một con mèo tham lam mà. Nó thấy đứa khác chui vô, gửi đứa khác kiếm được đồ trước nó làm sao, bởi vì nó nhảy vô luôn. Công nhận. Trời ơi. Bà con thấy chưa, đụng cái tay vô nó chụp mình liền. Coi nó đâu. Ê, không chụp tao nha mày. Trời ơi. Rồi, thấy cơn của nó rồi bà con ơi. Không dám đụng vô luôn á. Mày đụng vô nó chụp cho đó nè. Trời chưa. Rồi, cái nhà này bây giờ là của tao với anh đại ca nha. Con sen không có lôi tao vậy đó, thấy chưa. Nó sợ mình lôi nó ra đó. Bây giờ mình đụng vô nó chụp liền. Nó hù mình đó bà con. Mày giỡn mặt với tao hả mày? Ê, nhìn cái mặt của tao nè. Thấy mặt tao chưa? Không có chụp nha. Trời ơi, nó liếc tôi kìa bà con. Cả con đại ca với con khế luôn. Vô được cái nhà hay quá trời láo không? Nhưng mà con khế nó không khoái ở nhà đâu, nó chỉ khoái quậy phá thôi. Còn nhớ cái chung cư của Quách Quèo hồi xưa không? Nó nhảy lên nhảy xuống cho chung cư sập hoài luôn á. Cái túp liều này cũng vậy. Giờ phải lật ra kéo nó ra ngoài mới được. Không kéo là nó nhảy một hồi là gách túp liều liền. Ôi trời ơi, nó hù mình thấy không? Chạy ra chạy vô đe dọa đó. Ý là nó không cho đứa nào đụng vô nha. Chừng nào nó quậy bành thôi. Nó kéo sang tiều cũng gùng với nó. Sợ nó chụp bất tử. Nè kéo nè. Không có nhào ra nha. À giờ khùng vô thì nó không có sợ nó nhào đâu bà con. Tại ví dụ nó có nhào thì khùng giả nó thấy mẹ luôn ha. Rồi, xong xuôi. Mở cho cái cửa rộng ra mới dễ kiểm soát mấy con này. Con ngầu cũng muốn bước vô chơi cho vui. Con giò thì nó không đánh ngầu đâu, con giò nó cũng hiếu khách lắm. Trừ khi con ngầu nó chuyển sang cái chế độ tham lam, nó muốn đuổi mấy đứa khác ra ngoài là chết với con giò liền ha. Ngầu bắt đầu đuổi từng đứa một, khế thúi đã bị đuổi. Còn con giò nó không dám đuổi nha.
Hả, nó chỉ nhìn dòi thấy rồi nó sợ liền. Con của nó thì nó cũng không có đuổi đâu. Một hồi con nhọn hay con khế vô là bị ngầu đuổi ra liền. Con ngầu nó đang muốn độc chiếm cái túp liều kìa. Dòi khùng đứng chặn hãng hoài, không dám đuổi dòi khùng, chỉ đành phải chờ cho dòi khùng tự bước ra ngoài thôi. Trời ơi, quay không kịp. Con quỷ khế nó phóng một cái đùng sập túp liều nữa rồi. Con này nó chuyên gia phá nhà, nó không bao giờ muốn ở trong nhà đâu nha. Nó chờ cho con cháu của nó vô nhà đông đủ, bắt đầu tự trên cao phóng xuống cái đùng. Con nó chơi mất dạy lắm. Cái gì được chứ cái này là không được nha mày. Nó chuyên gia phá đám luôn. Chạy ra chạy vô hù đứa này đứa kia nhảy lên cho sập túp liều. Làm vậy ngẫu sợ quá chạy ra luôn. Dòi khùng nó cũng muốn đuổi ra ngoài luôn. Mà con khế này lại cái dạng nó chọc người ta nha, chứ không phải nó quạo. Thế là ngầu đã chạy ra ngoài, tại vì ngầu hồi hộp quá, sợ cái túp liều sập bất cứ lúc nào. Còn lại hai ứng cử viên mặt dày nhất đó chính là dòi khùng và đại ca, vẫn chưa chịu ra khỏi túp liều. Khế thúi hù một hồi, đại ca nó cũng sợ quá bước ra ngoài luôn, còn duy nhất con dòi khùng ở trong. Khế thúi cũng muốn hù cho dòi khùng ra ngoài luôn. Nó nhìn ở trên nó muốn phóng nữa kìa. Mày phóng cái này tới số với tao nha. Nha. La chằng chằng nó nãy giờ đó, phóng cái chục lần chắc lủng túp liều sớm quá. Không cho phóng nữa. Xếp lại, giải tán. Mới bày ra muốn banh túp liều rồi. Đó đó, nó phá nữa thấy không? Xếp lại nó cũng không chịu. Trời ơi. Tội nghiệp đại ca, cứ bị khế thúi nó chơi hoài luôn. Khế thúi như kiểu, thôi thôi đừng có xếp túp liều đi, để lại cho tao chơi đi. Vẫn còn rất là lưu luyến. Nó đang làm cái gì vậy? Bây giờ mày làm gì? Mày phá của phải không? Hả mày? Trời ơi là trời. Con đại ca nó cũng không muốn rời xa cái túp liều. Ôm hoài, đuổi không đi nghe. Thôi đừng có chơi cái này, để tao lấy cái nhà ống cũ cho mày chơi. Chơi này hư uổng lắm. Để dành cho tao xong Covid một thời gian đi. Chừng nào hết Covid cho tụi mày chơi xả láng luôn. Lúc này cái thứ nó giữ cái túp liều lại, nó không cho mình đem ra ngoài. Lì với tao hả mày? Coi nó lì kìa. Thấy chưa? Thấy cái độ lì của cái thúi chưa? Mọi người hãy xem cái tướng đi cà chớn của nó kìa. Nó cái tướng đi sanh sự kiếm chuyện đó. Cái con này nó theo cái trường phái gì? Đó là cái trường phái cái bang. Nó không chấp nhận cho con cháu của nó có nhà ở. Có nhà hoặc là chung cư là nó đập nó phá hết. Chỉ thích cho con cháu của nó ở vỉa hè giống nó thôi. Để làm gì? Để nói cái nghiệp ăn mày của nó. Làm bang chủ nổi tiếng luôn nè.